Bữa này em ăn thừa của mấy cái ông đó. Đúng rồi á trời, nhưng mà thôi kệ. Chứ bây giờ tiền đâu mua trái mới mà ăn. Nhỡ như ông bỏ gì vô đó sao? Đâu có đâu, em canh kỹ lắm. Rồi cái quán trò này tuyệt vời quá cả nhà ơi. Quán trò này là em ơi, quá ngon rồi. Nếu một ngày em làm quán cà phê vậy á thì một ngày em lời nhiều không? Nói chung cũng lấy ra đủ sống rồi đó. Là bao nhiêu? Cụ thể số tiền? Trời có thi vài 300, 500, 700 vậy anh ơi. Có bữa nào mà vô mánh lắm mới được 1 triệu anh ơi. Nhưng mà 1 triệu là có phải chia cho chủ không? Thì em đang nói cái số tiền riêng của mình á, chứ còn mà chia cho chủ thì bàn nào tính bàn đó rồi. Ủa vậy là trung bình là một lần là bao nhiêu? Một lần hả? Nói chung thì cũng vài 300 thôi à. 150 hả? Nhưng mà có nhanh không? Tầm bao nhiêu phút? Nửa tiếng thôi. Ui dồi ôi. Ví dụ là ông nào mà cứ trên nửa tiếng là bắt bù tiền hay sao, hay là? Đúng rồi đó. À vậy là nếu mà trên nửa tiếng là thêm 300 nữa cho nó ra luôn. Ừ. Ừ đúng rồi đó. Thấy không? Đâu em ăn thử coi. Em ăn cái gì vậy? Ui sao em không lấy muỗng em múc mà em lại hút vậy? Núc biết cho em núc biết rồi nó quen rồi em. Hút biết rồi nó quen. Con bé này hết thuốc chữa rồi ông ơi. Đúng là ngựa quen đường cũ rồi. Không cứu em được. Em hấp huyết cầu quen rồi. Trời ơi sao em ở một cái nơi mà nó nơi có gái như này. Sập sệ như thế này. Này không trú được mưa đâu. Em ơi, cho anh hỏi này. Nếu mà làm cà phê trò như vậy mà chết một ngày không có khách thì sao? Không có khách thì không có ăn chứ làm sao. Nhưng mà chủ của mình không? Có bé mà ép em phải đi kiếm một được khách không? Dạ không, có khách thì có, không có thì thôi. Nhưng mà mình cũng phải gán cái đầu khách ra cho mình. Chứ mình có tiền, bà cũng có tiền. Chứ bây giờ chủ không có tiền cũng ngẫm luôn mà. Chứ bây giờ cứ 200-300, cứ 200 là chia đôi với chủ. Chủ 100, mình 100. Ví dụ như em không có tiền, người lấy gì đâu. Bà còn bà không có tiền, vậy, cũng ngẫm luôn. Vậy là đây là tâm sự thật của em về cái ngành cà phê trò đúng không? Dạ đúng rồi. Nhưng mà có khi nào bị kiểm tra chưa, bị tóm chưa? Chưa, trong này nó heo quạnh lắm, với lại vừa ở vừa làm mà nó hiếm lắm. Chỉ khi nào mà mấy quán cà phê hay đèn mờ ở ngoài đường thì có kiểm tra thì có, còn trong đây không có được cái đó đó. Ví dụ phải... mà bị phạt thì bị phạt bao nhiêu em? Cái đó thì em chưa bị, em chưa biết. Nói chung là em vừa ở đây vừa làm ở đây nên tưởng không có bị phạt giống như nhà em rồi. Còn đi ra quán cà phê ở ngoài làm thì còn xét chứ, còn vô đây làm đâu xét đâu. Bữa giờ em thấy đây làm yên bình. Nhưng mà lý do nào mà em lại vô cái con đường này hả? Sao lại vô cái trò như thế này? Hay là bà chủ bắt em làm? Tôi nghĩ chắc nó thiếu tiền chơi thuốc không? Phải không? Thì không có tiền phải làm thôi. Cứ không có tiền đụng gì làm đó thôi. Vậy là chắc phải có một cái quá khứ đau buồn nào mới khiến em vô cái con đường này. Rồi mà cái hôm mà trúng mánh ấy, thì khoảng được bao nhiêu anh? Tiếp cái tiền tiếp được nhiều không anh? Ngày đông nhất là bao nhiêu? Ngày đông nhất là bao nhiêu? Ngày đông nhất là bao nhiêu? Mấy người? Người thì em không có đếm người, nhưng mà em đếm tiền thì đếm ngày nào mà em hên nhất là ngày đó làm được 1 triệu. Ô, sao ít vậy? Sao ít vậy? À, một triệu là mấy khách? Đắt rồi, hả? 1 triệu là mấy khách? Cũng tùy, có người bo, có người bo sạp hơn á thì mình hên, còn có người mà bo đủ cái số tiền đó thì cũng như không thôi. Quan trọng là mấy ông khách chứ số người em đâu có đếm đâu, quan trọng là số tiền thôi. 5 người một ngày, 5 người không? Có bữa được bữa không, mà cũng có bữa nhiều hơn nữa. Ok thôi cho em về ông, chứ mấy ông lão ông lại bắt em thấy em ra đó. Em mệt. Sáng giờ em đã có khách chưa? Sao bữa nay sao ấy vậy không biết nữa. Hồi sáng rồi có mộng kia mà gặp anh Bình quá ông đi rồi. Ông né ra coi. Ủa vậy là một ngày hết đắt là được có 1 củ thôi. Ừ. Tức là 5 đứa. Thì nói chung là hôm nào được khách thì được 5 ông. Còn hôm nào mà vắng khách thì chắc được 1-2 móng thôi. Vậy là chắc là em cũng hụt dạng lớn rồi đấy. Ví dụ như ông mấy ông có ông mà ông keo quá rồi thì em nói sao với khách? Keo cách mấy thì cũng phải trả đủ số tiền chứ. Ví dụ như không cho thêm tiền nhiều thì cũng phải cho đủ cái số tiền chứ, không có vụ mà không có tiền cho đâu. Ít nhất là 50 hả? Nè, cho em đây. Có khi nào bọn em đang tiếp khách mà gặp phải cái trường hợp mà bị đánh ghen không? Tức là vợ tìm đến đi.
tìm tới đây thì không có đâu, bà chủ nhà bà chủ có chó dữ dữ lắm, mà mấy người mà lạ quạng tới đây mà không biết điều ha, kiếm chuyện rồi đó, bà thả chó rồi cắn đấy. Không, ý anh hỏi là từ trước giờ đã có cái trường hợp nào bị như thế chưa? Ở làm cái quán cà phê đèn mờ ngoài kia thì có, nhưng mà làm trong đây thì bữa giờ không có. Nhưng mà em này, em cho anh hỏi này, bây giờ mà có cách nào giảm giá không em? Bây giờ ví dụ mấy anh mà muốn làm giảm giá ấy, được rẻ hơn ấy, ý, thì có cái cách nào để cho em vui không? Ý của anh hỏi là cái ngày có ngày nào khuyến mãi không? Trời, khuyến mãi sao, có 200.000 chia đâu với chủ 100, nhân viên 100 rồi giảm cho anh giảm sao? Ví dụ như là 100 ngày phải có một cái ngày khuyến mãi và một ngày chứ. Giống kiểu người ta bán hàng vậy đó. Thì bữa nào hôm nay mà em làm vô mánh, em làm có tiền nhiều thì ngày mai em sảng khoái hào phóng cho, còn em mà đang lụm bại khuyến mãi vậy anh ơi. Là khuyến mãi free hả? Hay là sao? Hay là dạ, khuyến mãi mấy cái đó free, nhưng mà cũng phải là tạo cho em cái vui vẻ gì khác chứ, ví dụ như là mua mồi, mua bia, rượu qua chỗ nhậu với em nè. Nhưng mà thật đi, bây giờ là một em ăn được mấy con gà? Em không ăn gà đâu, em ăn hải sản không à. Hải sản là có gì? Em ăn rất là phải 10 ký. Em ăn ốc không à. Ăn được chục ký ốc không? Hả? Ăn được 10 ký không? Hơn xui. Nhưng mà em cho anh hỏi này. Hả? Bây giờ mà em làm cái nghề này thì có bao giờ gặp người quen không? Người gặp người quen thì tính sao? Em sống xứ lạ quê người, không có người quen đâu anh ơi. Người quen phải dưới quê chứ. Vứt tóc cái người nào. Có ê này, anh hỏi thật là có khi nào em đang làm mà gặp phải anh em họ đến không? Ừ. Anh em họ không? Còn họ hàng thì sao? Họ hàng ở dưới quê hết trơn, không có ai trên đây chứ. Nhưng mà bố nó còn nói nó không được, nhưng anh em họ là cái gì? Chẳng lẽ ví dụ họ hàng bây giờ đang làm mà mẹ gọi điện thì biết trả lời sao? Hay là tắt máy đi? Mẹ em có gọi nhưng mà em còn lo cuộc sống của em mà em đâu có nghe lời được đâu. Bây giờ cũng không có ai lo cho em được cái gì. Bây giờ sống xứ lạ quê người, đi xa xứ thì em phải tự lo cho bản thân mình, làm gì được em làm chứ. Nhưng mà em cứ làm như vậy là cái bầm em cứ là ấy của cái dưa leo đấy, bây giờ cái bầm môi em nó viêm mà sao? Thì bây giờ phải làm sao em? Nói chung cái nghề của con bé mình cũng nên tôn trọng mình. Tôn trọng ai cũng có cái nghề. Đúng rồi, ai cũng phải có số phận, ai cũng có một cái hoàn cảnh xa cơ lỡ thế. Chúng ta phải tôn trọng phụ nữ nha mọi người. Xa cơ lỡ thế thì em mới ai cũng có lý do hết. Ai cũng có lý do để mà làm hết, nhiều ông chê bai. Em làm nghề này em lại còn đòi muốn có chồng nữa là sao? Em có người yêu chưa? Chưa, bà em kiếm mấy anh tuyển cho em người nè, lận em đổi đời coi. Em không sợ mai mốt về lấy chồng ghen sao? Thì có chồng thương bây em giờ... em không có làm nữa, nhưng mà chưa bây giờ này vui ý, thì bây giờ ví dụ mà có ai yêu thương em thật lòng thì em có bỏ nghề không? Có ai lo được cho em thì em mới bỏ chứ, còn bây giờ nhưng mà em của mình à. Em có nói cái quá khứ của mình cho người ta biết hay không? Chắc phải nói thôi chứ mấy anh cũng đăng tùm lum rồi giấu, mai mốt ổng biết ổng đánh em chết làm sao. Mình có gì mình cứ sòng phẳng cho người ta biết đúng không? Ai cũng có quá khứ. Đó. Không nên bàn về quá khứ mà chỉ nhắc đến tương lai thôi nghe chưa? Đấy, anh nào mà muốn tới thì có thể liên hệ qua tụi em. Đấy, em này cũng gọi là chăm làm đấy. Cũng nói chung là cũng đáng thương mọi người ạ. Rồi bây giờ là rồi em có chẳng lẽ em theo cái con đường này suốt hay sao? Em có dự tính gì cho tương lai chưa? Thì trước mắt thì em cứ làm thôi, rồi kiếm người nào thật sự thương mình, thật sự lo cho mình thì em tới lúc đó tự bỏ thôi à. Chứ bây giờ muốn bỏ cũng đâu bỏ được đâu, ai lo cho mình mà bỏ. Rồi bỏ rồi tụi em sống bằng gì, em sống bằng gì giờ? Bữa có cái ông sư thầy kia, ông làm sư thầy, ông cứ suốt ngày ông đòi kết bạn với tụi anh á. Ông muốn cưới em á, sư thầy ông đồng chọc được không? Em có chịu không? Sư thầy thôi, mấy ông đó không có tốt rồi, không có tật. Sư thầy sao không tốt? Có đây. Thôi em không chịu đâu, em chịu mấy người bình thường giống anh à. Bây giờ này, bây giờ mà có người yêu á thì em nè, muốn cho anh nói này, nhưng mà sư thầy ông có tiền mà ông yêu thương em hết mực luôn đấy. Gì hả? Vậy thiệt vậy không? Thiệt hả? Vậy được á. Thế sao nãy nói không chịu bây giờ lại được là sao? Trời ơi, em tưởng đâu à, mấy ổng sống trong chùa kêu em cho chùa em sống làm sao? Con này này, con này là cứ tiền là nó sang mất rồi. Chùa là người ta khỏe khoắn, người ta không bị bệnh tật.
Em bây giờ là nếu mà có thì em có muốn tổ chức một cái đám cưới đàng hoàng hay không? Dạ muốn chứ, trời ai cũng muốn là được một lần lên xe hoa mà ai không sống muốn được anh. Hiện đây có ông sư thầy nào mà có muốn thương con bé thì có thể là đưa bé về làm ni cô cũng được nha mọi người. Thì các thầy nào mà muốn nó hoàn tục thì cứ liên hệ trực tiếp trên kênh của nhóm bên em hoặc là để lại bình luận trên kênh. Về, con bé này nó cũng quét lát ra lá chùa cho mọi người ạ. Chứ bây giờ nhìn con bé này nó cũng thích các ông sư thầy lắm rồi. Nó cũng bó tay chả hiểu sao. Mà sao có người thương mình thật lòng đấy. Bây giờ là em dự tính là làm bao nhiêu bàn? Em không biết cái đó, em không rành à. Thôi để cho mấy cái phần đó cho mình. Nó có làm được ra tiền đâu mà mình sẽ hỏi là bàn là sao. Phụ thuộc vào mấy sư thầy thôi. Sư thầy đám tổ chức đám cưới mới độc lạ Bình Dương, độc lạ Cà Mau. Sư thầy là cũng không tin được đâu nha. Mấy ông nhiều khi ông hứng lên là ông quen vậy thôi. Sư thầy bây giờ cũng nhiều ông cũng ấy lắm, ấm ở lắm. Mà nhiều ông cũng tối mặc vest, mặc áo sơ mi đi ra ngoài cũng chả biết đâu lần. Toàn là đi cà phê bi ôm không. Thì bởi vậy em không có biết nhìn người, mấy anh nhìn giúp cho em đi. Khoan, tiện đây anh hỏi em này. Em từ cái ngày mà em làm cái cà phê chòi ấy, em đã bao giờ gặp cảnh các sư thầy đến chỗ cà phê chòi bọn em chưa? Có một người để đầu chọc thôi à, còn sư thầy không thì không biết. Nhưng không biết phải hay không mà em không biết có phải sư thầy hay không chứ em thấy là có một ông đầu chọc thôi à. Là dài gần đó ha, dài gần lắm, chắc gần đó. Nhưng mà bây giờ này cho anh hỏi cái quan trọng nhất mà rất là nhiều anh muốn biết này. Mà em làm cái này là có cái góc khuất gì hay không? Có góc khuất lừa đảo gì ở đây hay không? Dạ đâu có đâu, đâm đâu có lừa đảo gì đâu. Thì cứ khách vô em tiếp thì em lấy tiền thôi chứ em đâu có. Nhưng mà đâu có cho tiền. Ví dụ cái nhà hàng, cái quán của em á, bây giờ ví dụ mà khách tới có khi nào mà cho ăn mấy cái đồ mà không tỉnh táo rồi khách xỉu rồi đấy, em lấy đồ em bỏ trốn thì sao? Không có đâu, trời còn lâu dài mà đâu phải ngàn bữa đâu. Em cứ em cứ sống đàng hoàng vậy thôi, khách vô tiếp đàng hoàng thôi. Nói chung là cái nghề này thì trước mắt là cứ cầm cự để mà nuôi đam mê đấy em. Bây giờ là nếu mà em không làm nghề này thì em làm nghề gì? Em giờ em cũng không biết em làm cái nghề gì nữa. Bây giờ là cứ ví dụ như có tiền thì kinh doanh buôn bán, giờ chưa có tiền hết trơn em làm gì giờ? Mà em kinh doanh cái gì? Em kinh doanh cà phê chòi hả? Chắc vậy quá. Ui dồi ôi, sao em không kiếm cái việc mà sạch sẽ mà làm em? Làm gì giờ? Em kinh doanh shop thời trang cũng được đấy. Nó có tiền đâu mà ông hỏi kinh doanh thời trang? Nói chung là bà con cô bác ơi, bây giờ hồi xưa đó giờ là tụi em quay tập này, cô bác nhiều anh cứ bình luận là tụi em không có tôn trọng phụ nữ, rồi cứ hỏi sâu vấn đề của cô gái này, rồi cứ hỏi này hỏi kia kêu không tôn trọng phụ nữ. Nhưng mà bây giờ là em nói cho mọi người biết đi, em tụi anh có tôn trọng em hay không? Ông bổ chai dừa cho em uống, em ăn xem. Có sao thì mấy anh hỏi vậy thì mấy anh hỏi sao em trả lời vậy thôi, đâu có sao đâu. Tụi em giúp tụi anh sống mà em sống mà thoải mái mà. Ừ. Thời gian qua là tụi em cũng đã cứu giúp con bé này, cũng như là tự bỏ tiền túi ra rất là nhiều để giúp con bé này rồi. Mà không kể ra thì mọi người lại kêu là tụi em không tôn trọng phụ nữ, rồi cứ hỏi về vấn đề cà phê chòi, cà phê trước. Bây giờ này, trước mắt ấy thì em làm cái nghề này lấy cái tiền mà để mà duy trì cái đam mê của mình đấy, cái đam mê em phải xác định cái đam mê đó. Em đam mê cái gì bây giờ em nói thẳng đi. Em thích cái gì thích làm nghề gì, nó hướng nghề nghiệp chưa? Em muốn buôn bán nhỏ lẻ thôi, bạn muốn bán cái gì nữa? Em muốn đi, em bán tạp hóa cũng được em. Đó rồi đó, bây giờ là có một anh tới là gọi là sinh con đẻ cái, rồi sau này gia đình hạnh phúc đấy, sau này già cũng có người nuôi chứ em. Muốn từ từ thôi. Ui dồi mẹ ơi, em đừng làm thế. Em đừng có quen quen mồm, em đừng có quen mồm. Vàng tiền đấy. Ui ôi, tụi anh khổ vất vả lắm em ơi. Em nói chuyện đầu hàng đi. Khán giả ở đây là toàn mạnh thường quân Việt kiều bên Mỹ không đấy. Đấy, người ta đang coi em đấy, người ta coi em có thật thà không ấy, để người ta giúp đỡ này. Nói chung là tụi em không có nhận bất cứ một đồng cắt nào nha mọi người. Em không kêu gọi thiện nguyện là cũng không có gọi là lợi lộc gì đâu. Đấy, để em quay là ai coi được thì coi, không coi được thì tắt máy. Thế thôi. Còn cô bác nào mà cứ coi, cô bác coi phải đăng ký kênh đúng không? Cô bác có nhiều anh cũng coi mà có hỏi video ngày hôm qua, ngày hôm trước, ngày hôm sau kêu hỏi video đâu rồi, video mới chưa? Các anh phải đăng ký kênh. Cái này là nam coi nhiều hơn nữ. Các anh phải đăng ký kênh bắt đầu. Toàn người lớn tuổi thôi mà tại sao mà coi mà không đăng ký, không bấm cho em nút like nhỉ? Xong rồi cuối cùng họ không nhận được video cái gọi om lên. Rồi comment nữa, comment mạnh tay vào. Đấy. Like, share, đăng ký kênh nhiều tụi em mới có động lực để quay video rồi. Em quay cái này có đồng bạc nào đâu.
cũng cố gắng giúp mấy cô bé những cái hoàn cảnh xa cơ lỡ thế như này. Chúng tôi có nhận tiền cái gọi từ thiện đâu mà các ông cứ nói như thật việc làm nó đàng hoàng đấy. Nói chung là con bé này cũng đáng thương đấy. Đúng rồi, giúp đỡ con bé này cũng tốt bụng đấy. Đó. Nói chung là mà em mới em đi làm mà em có gửi tiền về quê không hay là em nuôi cho anh mình em thôi. Nói chung khi nào có dư giả thì gửi, còn không có thì phải đành chịu thôi. Em cứ sống mà ở đây qua ngày tính ra là cũng ổn định, nói chung là không gọi là ổn định gì nhưng mà nói chung là cũng được. Rồi cứ một ngày em ăn thì không có nhiều đâu, cứ uống hả, khỏi tốn tiền mua nước, uống nước dừa như nè. Nhưng mà em có em gái hay là anh chị em gì không? Em còn hai người anh nhưng mà thôi mỗi người xa xứ hết trơn rồi. Vậy bây giờ là thân ai lấy lo đúng không? Đúng rồi. Nhưng mà sao em ăn này em phút cháy dừa mà anh thấy em cứ liếm liếm ở ngoài vậy. Thôi em ơi. Thôi bà con bà con người ta lịch sự em ơi. Các cô chú trên cần ăn là người lớn tuổi không mà em là lịch sự xíu. Vàng. Em lịch sự xíu bao giờ. Em đừng có làm vậy, em uống cho đàng hoàng đi. Thôi mà ơi, thôi đừng mà đừng. Làm gì để nó lên cơn rồi kìa. Nó lại nó đang bình thường đấy. Nó lại quen mồm rồi. Tôi đang cải tạo quy chấn cho nó mà ông cứ nhắc đến cái đấy là nó thèm đấy. Mà sao mấy ông già gân nữa ấy. Thôi được rồi, tôi đang hỏi chuyện thế thôi nhá. Thôi được rồi. Tiếp tục cái công việc đi. Thì tối có gì tụi anh sẽ quay lại nhá. Tụi anh quay lại để thăm dò xem là em chính thức là làm cái gì. Tụi anh mới xác nhận được thông tin cho bà con bên Việt Kiều người ta coi. Đấy. Chứ hiện tại là anh cũng chỉ tin 50-50 thôi. Tại vì mặt em cũng chưa tin được đâu. Cũng chia sẻ mọi người luôn đó là con bé này là người nhà, người thân của nó là bên Cali, Hoa Kỳ, Houston á. Nói chung là bây giờ mọi người chia sẻ bàn tay cho nhiều người bên nước Mỹ để biết được, để nó tìm được cha mẹ nó nha mọi người. Tôi thấy là cái tinh thần của bé này nó không có ổn định đâu. Đó, trước mắt là... Thôi em uống đàng hoàng, em đừng có liếm giùm anh đấy. Trời ơi, em khoái liếm lỗ không mà chắc là... Mẹ ơi. Cảm ơn bà con, xin phép kết thúc cái video này. Con bé này nó... Con này không sao rồi, con này lại thiếu thuốc rồi. Tụi em là luôn tôn trọng tiêu chuẩn cộng đồng. Không bao giờ gọi là đăng những cái bậy bạ lên cái trang mạng xã hội đâu. Tụi em giúp đỡ hoàn cảnh khó khăn. Những cái gì mà con bé nói bậy bạ là tụi em phải tắt lên, tắt máy ngay. Không là để những cái trẻ em, những cái nhỏ nó coi được không tốt. Làm cái này mình luôn luôn và khi nào cũng luôn tôn trọng tiêu chuẩn cộng đồng. Thì hy vọng là YouTube có thể là giúp đỡ tụi em có thể là săn tiền nhá. Đấy. Chứ tụi em là bây giờ cái nào mà không hay là tụi em không có đăng. Con bé này nó lớn nhưng mà cái tâm hồn nó như trẻ thơ mọi người. Thì tụi em quay cái này đâu có gì đâu. Không, tại nó uống vậy thôi, trong đầu nó không có nghĩ ngợi gì đâu. Giúp đỡ trẻ em, giúp đỡ hoàn cảnh. Khổ lắm mà tới cái tình huống đấy sao mình né được. Mấy anh thông cảm nhé, mấy anh cho anh xem tiền nhé. Em kết thúc video đây.